Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Kính thưa quý vị, chắc hẳn là bất cứ ai đều quen thuộc với câu ca dao ca ngợi vẻ đẹp đón Tết cổ truyền của người Việt Nam ta. Và trong số các ẩm thực được sử dụng vào mỗi dịp Tết đến xuân về, thì món bánh chưng là thứ đặc biệt quan trọng. Và chiếc bánh chưng xanh đã trở thành biểu tượng ẩm thực truyền thống của mỗi dịp Tết của cả dân tộc và được bạn bè khắp năm châu biết đến. Đặc biệt là ở miền Bắc thì người dân còn có thói quen là gói bánh chưng đến hết rằm tháng giêng, thưa quý vị. Vâng, và để nâng tầm ẩm thực cổ truyền của dân tộc thì nhiều ngôi làng ở miền Bắc đã phát triển nghề gói bánh chưng, và ở những ngôi làng này quanh năm đỏ lửa. Trong số năm làng nghề gói bánh chưng nổi tiếng nhất miền Bắc có làng Bờ Đậu ở xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vâng, và bánh chưng Bờ Đậu thì đã đạt được thương hiệu là OCOP 3 sao và là một trong những đặc sản nức tiếng của vùng đất trẻ Thái Nguyên. Bánh được làm từ những hạt gạo nếp, đỗ xanh bản địa thơm ngon, và hương vị của bánh chưng Bờ Đậu thì đã khiến cho nhiều vị khách hàng thưởng thức một lần rồi nhớ mãi. Vâng, và đặc biệt là để thương hiệu bánh chưng Bờ Đậu vang xa hơn nữa thì những người nông dân ở đây đã được tiếp cận với chuyển đổi số, quảng bá giới thiệu và bán bánh chưng trên các sàn thương mại điện tử. Sự cần cù sáng tạo của những nông dân làng Bờ Đậu đã và đang mở ra hướng đi mới triển vọng, bắt kịp xu thế với thời đại. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả theo dõi một phóng sự đã được chúng tôi ghi nhận. Gạo nếp vải đặc sản nức tiếng của vùng Định Hóa hòa quyện trong hương thơm bùi của đậu xanh và lá rong rừng, cùng với bí quyết làm bánh riêng của người dân làng Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã tạo ra một hương vị đặc biệt. Bánh chưng của chúng tôi là toàn bộ 100% là gói bằng tay. Thế cho nên là muốn gì thì gì chúng tôi gói bằng tay, là chúng tôi có thể dỗ được gạo này, chúng tôi có thể là không để cho gạo dính trên lá. Thế và bánh là rất là chặt tay. Thế mà đặc thù nữa là nó nổi tiếng bởi vì là không những chặt tay lại còn rất là rèn. Đấy, bánh rèn như trên anh chúng ta ăn đấy, chúng ta thấy bánh nó rất là rèn, phải luộc tới từ 8 đến 10 tiếng. Sôi từ 8 đến 10 tiếng. Xong rồi lại được thiên nhiên ưu đãi. Cái nguồn nước của chúng tôi ở đây, chúng tôi luộc bánh nó rất là xanh lá. Đấy, nếu như mà chúng tôi đem bánh của chúng tôi đi xuống thành phố Thái Nguyên hoặc luộc bằng nước máy là nó sẽ có màu vàng như giống như màu lá chuối ấy, chứ không được màu xanh đẹp như bánh của chúng tôi. Thế nên là bất kỳ đi các hội chợ, đi quảng bá sản phẩm ở đâu mà chúng tôi cần phải luộc bánh, chúng tôi phải mang nước đi. Tức là gạo, đỗ, thịt một xe, còn một xe chở nước đấy và người. Thế đấy cho nên là nó đặc thù như vậy, cho nên nó cứ cha truyền con nối như vậy. Trong hơn 60 năm nay thì càng ngày làng nghề càng phát triển. Hợp tác xã truyền thống bánh chưng Bờ Đậu được thành lập vào năm 2021. Bà Liên là giám đốc hợp tác xã, cũng là người làm bánh chưng Bờ Đậu lâu năm. Từ khi thành lập hợp tác xã, bà Liên đã đưa các thành viên của hợp tác xã đi tập huấn, nâng cao các kỹ năng trong sản xuất sản phẩm, cũng như tạo chỗ đứng cho thương hiệu bánh chưng Bờ Đậu. Hiện nay, bánh chưng Bờ Đậu đã đạt được chứng nhận OCOP 3 sao, cố gắng hoàn thiện hơn nữa để đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Để có được chất lượng bánh ngon, những thành viên trong hợp tác xã phải lựa chọn chất lượng gạo nếp vải đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Chúng tôi đang lấy những cái loại nếp vải đấy, chứ không phải là lấy những cái loại chỗ nào cũng lấy được để mà gói bánh chưng. Thế còn thì gạo nếp thì nó rất nhiều loại gạo nếp khác nhau, nhưng mà chúng tôi làm để cho nó có thương hiệu thì chúng tôi phải chọn gạo. Bây giờ chúng tôi gạo nếp thì có những loại 15, 16 cũng có gạo nếp, nhưng mà hiện nay chúng tôi đang làm gạo xít 30.000 một cân để gói được cái bánh chưng, chuẩn bị bánh chưng Tết. Khi mà nó đạt sản phẩm OCOP thì cái thương hiệu bánh chưng của chúng tôi nó cũng có giá trị hơn lên một tí. Thế thì các nơi, các tỉnh, rồi là các hội nghị người ta mua là người ta cứ quét cái mã QR, cái sản phẩm OCOP của tôi nó phát ra địa chỉ. Mặc dù bánh chưng của hợp tác xã mới tham gia vào chương trình OCOP, nhưng đã được tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn và vỏ sò.vn. Thông qua hai sàn giao dịch này, bánh chưng Bờ Đậu đã được quảng bá và phát triển thương hiệu từ năm 2021 cho tới nay. Cập nhật những cái thông tin mới, hoặc là những cái mình áp dụng những cái công nghệ số, chuyển đổi số đấy vào đấy thì mình bán được nhiều hơn, mình quảng bá được nhiều hơn. Nhờ được đưa lên các sàn thương mại điện tử, ngày càng có nhiều người biết đến thương hiệu bánh chưng Bờ Đậu của tỉnh Thái Nguyên, qua đó giúp mở rộng thị trường, tăng lượng người mua và doanh số tiêu thụ. Từ việc sản xuất bánh chưng, hợp tác xã truyền thống bánh chưng Bờ Đậu đã tạo công ăn việc làm thời vụ cho người dân, có thêm thu nhập, cùng nhau phát triển kinh tế.
Thưa quý vị, rong sụn là một trong những loại rong biển có giá trị kinh tế cao, có thể chế biến thành các dạng thực phẩm sử dụng trực tiếp từ rong tươi hay là rong khô. Rong sụn được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp, dược phẩm và thực phẩm. Ngoài ra, rong sụn còn có tiềm năng làm nguyên liệu sản xuất ethanol và phân bón nông nghiệp nữa. Vâng, và nhận thấy tiềm năng từ mô hình rong sụn, một số các doanh nghiệp đã đầu tư trồng và phát triển mô hình này theo hướng là liên kết với hợp tác xã và bà con nông dân. Tại Quảng Ninh thì từ năm 2020, một hợp tác xã cùng với 7 hộ dân đã tham gia vào mô hình này với diện tích trồng thử nghiệm là 15 ha. Hình thức nuôi và nuôi sen canh đa tầng bằng vật liệu nhựa HDPE. Mô hình này được đánh giá là hướng đi mới cho ngư dân ven biển và mở ra rất nhiều triển vọng. Vâng, và ở nước ta, rong biển là đối tượng nuôi mới. Và cũng xin được chia sẻ tới quý vị khán giả là trên thế giới, ngành hàng rong tảo biển đang được phát triển rất mạnh. Sản lượng nuôi trồng mỗi năm là 35 triệu tấn. Tổng giá trị rong tảo biển trên thế giới khoảng 16 tới 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tăng trưởng bình quân 10% một năm. Tại Hàn Quốc, Nhật Bản, người dân thường sử dụng rong tảo biển làm thực phẩm hàng ngày nữa. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy theo dõi mô hình trồng rong sụn tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh và theo dõi hiệu quả bước đầu của mô hình này. 15 hecta trồng rong sụn bằng vật liệu nhựa HDPE này là mô hình thử nghiệm đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh. Mô hình được thực hiện bởi STP Group, liên kết cùng Hợp tác xã Phất Cờ và 7 hộ dân tại vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn. Rong sụn được nuôi theo phương thức công nghiệp, sen canh, đa tầng, kết hợp nuôi nhiều loài trong một môi trường. Quá trình triển khai, rong sụn phát triển tốt, sản lượng đạt khoảng 30 đến 35 tấn rong tươi 1 hecta một vụ. Không những thế, việc nuôi sen canh giữa rong, nhuyễn thể còn góp phần làm sạch môi trường biển. Mô hình này đang trở thành xu thế nuôi biển của thế giới. Khi mà chúng ta tích hợp trên một vùng nuôi rong và hầu thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái tài nguyên và làm cho các cái giống rong và hầu được phát triển rất nhanh và chất lượng tốt. Trước đây khi mà chưa phải là những cái phao nhựa HDPE hay những cái vật liệu bằng các lồng HDPE thì chưa thể nuôi được cái quy trình này, đó là rong kết hợp với hầu. Và đến nay thì đã có những nhà như tập đoàn Long Hải đã ký hợp đồng để bao tiêu toàn bộ các sản phẩm rong, đặc biệt là cái rong sụn của chúng tôi. Vâng, và vì chính vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta chuyển đổi cái vật liệu sang cái vật liệu HDPE không những là bền vững mà còn bảo vệ được tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ được môi trường biển. Cùng với các giải pháp về vật liệu nuôi công nghệ mới, STP Group còn kết hợp cùng Hợp tác xã Phất Cờ xây dựng mô hình trang trại nuôi biển kết hợp du lịch. Trong đó, khách du lịch vừa tham quan vịnh Bái Tử Long, vừa trải nghiệm tại các trại nuôi biển. Mô hình trồng rong sụn được đánh giá có rất nhiều tiềm năng. Thì chúng tôi phát hiện ra rằng là khách du lịch đến và họ thích nhất lại là rong, không phải là cá và những sản phẩm khác. Bởi vì họ cảm thấy cái sự thân thiện với môi trường. Và đó chính là yếu tố đầu tiên để chúng ta thu hút khách du lịch quốc tế đến để trải nghiệm chúng ta. Điều thứ hai mà phải nói rằng làm thế nào để ngành rong trở thành một cái ngành góp vào cái giá trị gia tăng của địa phương cũng như là GDP của ngành nông nghiệp. Thì chắc chắn rằng chúng ta không thể chế biến thô được. Chúng ta phải chuyển đổi ngành rong ở cái mức độ là chế biến sâu ra những cái sản phẩm tinh. Thì lúc đó cái sản phẩm giá trị cao và người nông dân sẽ được hưởng cái giá trị mà các doanh nghiệp đã tạo ra. Theo thống kê, nước ta hiện có hơn 800 loài rong tự nhiên thuộc 3 nhóm chính là rong sụn, rong câu, rong nho. Diện tích có tiềm năng cho trồng rong biển ở nước ta khoảng 900.000 ha. Năm 2023, diện tích trồng rong biển đạt khoảng 16.500 ha, sản lượng đạt 150.000 tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, ngành hàng rong biển của nước ta hiện tại đang có nhiều cơ hội để phát triển như thị trường toàn cầu tăng trưởng trên 10% một năm, khả năng hấp thụ CO2 nhanh gấp 5 lần thực vật cạn là cơ hội để có thể bán các tín chỉ carbon. Hóa chất của rong tảo có thể sử dụng vào nhiều lĩnh vực như dược phẩm, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón sinh học. Trong thời gian tới, ngành rong biển Việt Nam sẽ tập trung phát triển nuôi trồng gần bờ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, với đối tượng chính là rong nho, rong câu chỉ vàng và rong sụn. Bên cạnh đó, phát triển nuôi trồng xa bờ tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang và một số địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Đối tượng trồng rong chính là rong sụn và giống nhập. Nền nông nghiệp chúng ta đang đứng trước ba cái biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng của người trên thế giới này. Người tiêu dùng giờ người ta phải truy xuất nguồn gốc. Người tiêu dùng bây giờ người ta không phải tạo ra
ăn một mua một sản phẩm của mình nữa, mà mua cái cách mình tạo ra cái sản phẩm đó nó có thân thiện môi trường không, có tác động sức khỏe cộng đồng hay không, có gây phát thải lên khí nhà kính không. Như vậy thì nguyên và cái combo của mình trong biển mình có thể xử lý toàn bộ gần những vấn đề đó. Như vậy thì các anh ở đây sau này hỏi anh làm gì, nó tôi đang góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cái nghề của tôi đây. Chúng ta đang làm mà chúng ta hiểu được cái giá trị mình làm thì mình vui lắm, hạnh phúc lắm, đúng không? Nó lớn lao. Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu Cục Thủy sản cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các chuyên gia thủy sản xây dựng chiến lược và kế hoạch cho ngành hàng này, đồng thời xúc tiến các thủ tục thành lập Hiệp hội ngành hàng rong tảo biển để cùng nhau kiến tạo ra không gian, giá trị mới cho rong tảo biển, xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, tạo nhiều việc làm cho lực lượng ngư dân, giúp họ chuyển đổi ngành nghề, phát triển nuôi trồng bền vững. Kính thưa quý vị, điều mới mẻ của mô hình trồng rong sụn ở Vân Đồn, Quảng Ninh đó là được nuôi trồng theo hình thức công nghiệp xen canh đa tầng, kết hợp với nuôi nhiều loại trong một môi trường và tạo chuỗi liên kết sản xuất hướng tới xuất khẩu. Và để hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế nhiều triển vọng này, chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc STP Group và chính là doanh nghiệp liên kết cùng với nông dân để triển khai mô hình này. Xin cảm ơn bà đã nhận lời mời đến trường quay ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn MC. Xin chào bà con đang xem truyền hình. Vâng, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới bà Hải Bình trong chương trình ngày hôm nay đó là tại sao đơn vị STP Group lại lựa chọn rong biển và đặc biệt là rong tảo để chúng ta có thể là phối kết hợp xây dựng những cái liên kết chuỗi với các hợp tác xã cũng như là bà con nông dân tại Vân Đồn, Quảng Ninh để làm ra những cái sản phẩm như thế này ạ? Cái sản phẩm rong sụn này là một sản phẩm mà cần một phương thức nuôi trồng công nghiệp, và muốn công nghiệp mà ở một cái diện rộng thì chúng tôi thiết thấy rằng chỉ có bà con nông dân có thể nhân ra là nhanh nhất. Doanh nghiệp chúng tôi có thể nuôi trồng với hàng trăm ha nhưng không bằng những bà con nông dân với quy hoạch mới là mỗi người có thể 1 đến 2 ha. Như vậy thì với những các cái hình thức hợp tác xã, chỉ cần mỗi hợp tác xã khoảng 50 hộ thì chúng tôi đã có thể nhân cấy cái mô hình này một cách rất là nhanh chóng. Điều thứ hai là nuôi trồng rong nó cũng giống như là cái cây rau ở trên bờ. Vì thế nên bà con sẽ không vất vả trong cái công tác về khoa học kỹ thuật. Và cái đơn giản là cái việc xen canh, chúng ta hoàn toàn có thể xen canh và tạo ra giá trị gia tăng. Khi chúng ta truyền thông đích đáng thì bà con chắc chắn là sẽ hưởng ứng. Chúng tôi rất muốn đưa cái sản phẩm rong sụn muối trở về cái bữa cơm của người Việt Nam, giống như sản phẩm kim chi của người Hàn, trong cái truyền thống của người Hàn, trong cái truyền thông về ẩm thực tại đất nước Hàn. Dạ. Vâng, qua chia sẻ của chị Hải Bình vừa rồi thì chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng là cái việc mà chúng ta phát triển rong sụn cùng với lại những cái sản phẩm thì sẽ đem lại những cái giá trị gia tăng về mặt lợi nhuận rất là nhiều. Nhưng mà đây thì là một ngành rất là mới mẻ. Vậy thì theo bà, để mà phát triển và nhân rộng mô hình này thì sẽ cần có cái sự quan tâm như thế nào của ngành nông nghiệp và đặc biệt là của chính quyền địa phương cũng như là cái sự tuyên truyền ạ? Điều mà chúng tôi vẫn chia sẻ với rất nhiều truyền hình, truyền thông cũng như báo chí trong cả nước trong suốt nhiều năm vừa qua, đó là chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi đặc biệt là cách đây đúng là khoảng một tháng thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã tiến hành một cái cuộc họp rất là quan trọng tại Bộ về cái việc là chiến lược đưa cái ngành rong sụn, ngành rong vào Việt Nam trong ngành nông nghiệp của thủy hải sản. Và đến nay thì chúng tôi thấy rằng chúng ta cần có hai cái yếu tố quan trọng. Điều thứ nhất là chúng ta cần phải đưa ngành rong vào trở thành một chiến lược ngành trong sản phẩm của sản phẩm nông nghiệp và phải trở thành những sản phẩm OCOP để có thể có tiếng nói, có cái truyền thông nhìn nhận và một sản phẩm thích thực ở trong xã hội chúng ta. Điều thứ hai là tôi rất mong muốn có sự truyền thông đích đáng về ý nghĩa của cái việc mà tạo ra carbon. Thì sản phẩm rong chính là một sản phẩm chung tay và thậm chí là chung tay đặc biệt. Bởi vì 1 ha nuôi trồng rong dưới biển thì theo đánh giá là gấp 5 lần với 1 ha chúng ta trồng rừng. Và điều đó thì cơ sở khoa học đã được chứng minh. Vậy thì chúng ta có 3/4 là biển. Thì nếu tất cả bà con chúng ta, giả thiết rằng có 30% bà con nuôi biển thôi, chúng ta sẽ chung tay với việc trồng rong, với việc nhân tạo, thì chúng ta sẽ có được cái kế hoạch 2050 thực hiện Zero Carbon của Thủ tướng là thực sự là thành công. Và tôi tự tin rằng là nó sẽ rất thành công. Chúng tôi nắm được là việc mà chúng ta nuôi rong tảo ở Vân Đồn, Quảng Ninh thì cũng đang cho thấy là rất phù hợp. Và những sản phẩm mà chúng ta làm ra hiện nay thì cũng được thị trường đón nhận rất là tốt. Thì không biết là trong tương lai gần đây thì cái xu hướng phát triển của tập đoàn là như thế nào về cái việc mở rộng mô hình cũng như là những cái sản phẩm như thế này ạ? Vâng, hiện tại thì chúng tôi đã đạt được một số thành tựu
đó là chúng tôi đã đóng gói được cái quy trình sản xuất và nuôi trồng thành công tại Vân Đồn. Bài đã được đánh giá của Viện Hải sản Việt Nam và chúng tôi cũng đang tiến hành với một số tổ chức quốc tế để vay những cái vốn xanh lãi suất thấp để triển khai cái dự án đầu tiên này. Và chúng tôi tự tin rằng 2024 sẽ là một cơ hội đầu tiên tại miền Bắc Việt Nam có một cái doanh nghiệp như chúng tôi để triển khai cái rong sụn. Cái hướng điều tiện thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ rằng chúng tôi không muốn xuất bán những cái giá trị rong trong cái đường tiểu ngạch. Và chính vì vậy thì chúng tôi đã liên kết chuỗi với một cái doanh nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi đã xin được mã vùng HS code để chúng tôi xuất khẩu rong chính ngạch. Và cái giá chính ngạch của chúng tôi đang dự kiến là nó phải gấp 5 lần cái giá hiện tại đang bán ở Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang ký kết một cái hợp đồng rất lớn với Indo và Ấn Độ để triển khai một số công nghệ mới đưa cái rong có cái giống từ Indo và giống từ Ấn Độ về Việt Nam để nuôi trồng ở cái mức độ chất lượng cao hơn và chủ động nhân cấy gen để biến đổi cái chất lượng sao cho đến đời thứ F5 ấy nó vẫn hoàn như là F0 và F1. Đó thì tất cả những yếu tố trên thì chúng tôi dự kiến rằng thị trường xuất khẩu của chúng tôi sẽ là Nhật Bản và Mỹ, sẽ là hai cái thị trường mà sẽ có cái giá xuất khẩu rất là cao. Vâng, và chúng ta thì đều hy vọng rằng là với sự tâm huyết của tập đoàn cũng như là bà Hải Bình thì những sản phẩm này của chúng ta đến được với mâm cơm của từng gia đình người Việt Nam chúng ta và lớn lao hơn nữa là có thể xuất khẩu theo những con đường chính ngạch với giá trị kinh tế rất là cao. Và trong những ngày đầu xuân năm mới thì chúng tôi cũng xin được kính chúc bà Hải Bình sức khỏe dồi dào và sự thành công của tập đoàn sẽ lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.